Xin chào các bạn, vậy là sau hơn 7 năm có mặt trên thị trường thuộc thế hệ thứ 3 thì Audi A8 thế hệ thứ 4 đã chính thức ra mắt. Và bây giờ thì Hùng đang có mặt tại Singapore trong một cái triển lãm riêng của Audi. Và ngay bên cạnh Hùng ngay bây giờ chính là mẫu Audi A8 thuộc thế hệ thứ 4. Và bây giờ các bạn hãy xem, điều đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn ấy chính là giá của sản phẩm này đang được trưng bày ở đây là 420.080 đô sinh. Và nếu như mức giá này được quy đổi sang tiền Việt thì mình quy đổi nhanh, nó đâu đó khoảng 7 tỷ 1. Và ở Việt Nam thì các bạn hãy nhớ lại Audi A8 trước đây thì cái bản cơ sở nhất ấy có 5 tỷ 8 rồi. Và các bạn hãy xem Audi A8 thế hệ hoàn toàn mới này, thế hệ thứ tư này được lột xác những gì nhá. Nếu như các bạn quan sát về tổng thể thì sẽ thấy nó đẹp hơn. Nhưng đây là vẻ đẹp bề ngoài thôi. Mẫu xe này là mẫu xe đầu tiên trên thị trường có khả năng tự lái ở level 3 nha bạn. Công nghệ tự lái đạt đến level 3, có 5 level thôi. Có nghĩa rằng ở level 3 xe này đã tự lái được rồi. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về phần đầu xe. Lưới tản nhiệt single frame. Nếu như trước đây thì cái lưới tản nhiệt này nhỏ hơn thì bây giờ đã nới rộng hơn. Và triết lý thiết kế của các hãng xe thì rất chú trọng vào phần lưới tản nhiệt nha các bạn. Trên này là một chiếc camera này thuộc hệ thống camera 360. Để mà nói về công nghệ xe này thì có tới 41 công nghệ của các bạn ạ. 41 công nghệ cao cấp được trang bị trên Audi A8 thế hệ mới. Và để trải nghiệm hết được nó thì tôi nghĩ tôi phải mất cả tuần. Bây giờ chúng ta tìm hiểu nhanh. Vâng, đèn LED. Đèn lại được điều chỉnh lại, thiết kế rất đẹp. Nó rất hài hòa với cái phần thiết kế của lưới tản nhiệt đây, những cái đường này ạ. Các bạn có thể thấy rằng là đèn LED này. Vâng, full LED luôn. Nếu như có nhiều tiền hơn thì bạn có thể sử dụng Magic LED. Và nếu như nhiều tiền hơn nữa thì sẽ trang bị là Laser LED, Magic Laser LED. Trước đây thì các bạn thấy được A8 nó cũng có phần cái viền chrome nó chạy trên cái cản dưới này, bên thân xe và vòng phần đuôi xe. Nhưng trên A8 thế hệ mới này, cái phần này thiết kế phải nói rất đẹp. Thay đổi nó đơn giản hơn, tinh tế hơn và nó tạo ra cái sự cân bằng hơn cho xe. Tất cả đều viền mạc chrome nha các bạn. Đến mỗi cái level nhất định thì mỗi xe mới được trang bị được nhiều những cái chất liệu đẹp hơn. Nếu như quan sát ở phần dưới ngay bên này thì các bạn sẽ thấy một cái radar. Thưa các bạn, với hệ thống thông minh nào là tự lái rồi là adaptive suspension, tức là hệ thống treo thông minh ấy, thì radar phải rất nhiều. Tiến sang phần thân xe, chúng ta sẽ thấy được một bộ lốp xe rất lớn. Thực ra trên thế giới thì mình nhìn thấy nhiều phiên bản vành nó đẹp hơn. Và lốp là lốp 265 nha bạn. Mâm 20 rất là to rồi. Mâm 20 trên một mẫu xe A8 này. Và cửa thì những cái dòng xe nhiều tỷ, 5-7 tỷ này chắc chắn sẽ là cửa hit. Ui dồi ôi, nghe cái tiếng tạch cái khóa vào nó cũng sang trọng. Nó có cảm giác như giống mẫu 7 series mà Hùng vừa mới trải nghiệm hôm trước. Còn bây giờ chúng ta hãy ra phần đuôi xe. Tác phẩm nghệ thuật của tôi đây rồi. Và một tác phẩm nghệ thuật trong thiết kế xe hơi trên đuôi xe của Audi A8. Có lẽ cái điểm thu hút ánh mắt nhìn của mọi người, ngay cả của Hùng ấy, chính là đèn, công nghệ đèn. Và nếu như ngày xưa là một cái đường chạy chrome từ đèn trái qua phải thì bây giờ trái qua phải cả một cái dải OLED. Đèn sau là đèn OLED nha các bạn. Công nghệ OLED đắt hơn công nghệ LED khá là nhiều. Và ngay bên dưới đây, đó, cái đường viền chrome này chính là cái đường viền mà lúc nãy Hùng có mô tả. Và nó cân bằng hơn với cái đường chạy bên thân xe. Và nếu như các bạn nhớ lại những cái hình ảnh của Audi A8 trước đây thì nhìn phần dưới này còn phần nhựa đen, nhiều chi tiết nó lồi ra, thì bây giờ đã thay đổi bằng một đường viền này, một chiếc thiết kế bô giả này. Đây bô giả nha các bạn. Và phần bô thật nó nằm ở dưới đây, bốn ống xả hai bên, rất đẹp. Thưa các bạn, đấy chỉ là những cái thay đổi bên ngoài thôi.
nhìn đã yêu rồi, nhưng bên trong của Audi A8 còn yêu hơn nữa. Ngoài những cái tính năng thông minh thì trước hết mình sẽ muốn nói về cái thân xe. Bằng thân xe của Audi A8 này sử dụng tới 58% là nhôm các bạn ạ. 58% đó kết hợp với các kim loại khác cùng với carbon để kiểm soát cái trọng lượng xe tốt hơn. Nếu như dùng thép bình thường vân vân thì trọng lượng xe có thể bị tăng rơi lên rất nhiều. Nhưng đã là thân nhôm nha các bạn. Còn nói về hệ thống treo adaptive, thực ra đây gọi là hệ thống treo thông minh thì đúng hơn. Hệ thống treo này nó quá nhiều cái tính năng mà chúng ta có thể kể đến. Thứ nhất là nếu như khi mà bạn bị một chiếc xe đâm ngang này chẳng hạn, thì ngay lập tức là phần bên này nó sẽ nghiêng lên như thế này. Và bình thường thì đâm bùm phát vào đây, đằng này xe nó sẽ nghiêng lên, và khi đó cái phần chịu lực va chạm sẽ là các thanh giằng cứng vân 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 vân. Và theo Audi công bố thì nó sẽ giảm thiểu cái khả năng chấn thương tới 50% nha các bạn. Nhưng chưa hết, hệ thống treo này là hệ thống treo thích ứng với các điều kiện. Các bạn nhớ lại cái phần radar phía trước, nó có thể hoạt động chính xác tới 18 lần, tức là nó quét 18 lần trên giây và nó phản ứng luôn để điều chỉnh cái xung độ, cái biên độ cũng như cái tần số dao động của cái hệ thống treo, giúp xe nó êm hơn. Đấy là lý thuyết thôi. Thực ra cũng đã có những thử nghiệm rồi và nó êm hơn thật. Và ngay phần bánh sau này cũng là điều đặc biệt nha các bạn. Trên Audi A8 đã trang bị công nghệ lái 4 bánh luôn. Dẫn động 4 bánh, Quattro thì quá quen rồi, nhưng lái 4 bánh. Và bánh sau này có thể ngược, đánh ngược chiều tối đa là 5 độ này, để nó giảm cái bán kính quay vòng khi mà chúng ta đi vào đường hẹp. Hoặc là có thể đánh lái cùng chiều 2 độ để mà vào cua cho nó ổn định hơn. Và cái hệ thống treo này cũng vậy. Hệ thống treo này, hệ thống treo là thích ứng. Vì sao mà nó gọi thông minh? Khi chúng ta cua như thế này gây ra hiện tượng xe nó sẽ bị xoắn và nó chịu rất nhiều lực tác động, thì khi đó cái hệ thống treo này nó cũng điều chỉnh trên từng bánh để có thể cua tốt hơn. Nhưng chưa hết, khi phanh, khi tăng tốc, hệ thống treo này cũng được điều chỉnh để tránh những cái hiện tượng như chúi đầu hoặc là ngửa ra đường sau, và nó sẽ tạo độ êm hơn cho người bên trong. Vâng, một chiếc xe dành cho ông chủ thì phải êm ái, nhanh nhưng phải êm ái. Và không chỉ mới về ngoại và nội thất đâu, động cơ trên Audi A8 cũng là một cải tiến rất là khác biệt, khi mà động cơ này được trang bị thêm một cái động cơ điện nhỏ trong đấy nữa, và nó sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Về trang bị động cơ thì phiên bản mình đang đứng bên cạnh đây là phiên bản động cơ 3.0. Động cơ này có công suất là 340 mã lực ở vòng tua 5.000 đến 6.400 phút. Mô men xoắn cực đại là 500 Nm ở vòng tua 1.470 đến 4.500, và giải vòng tua rất rộng. Và hộp số là hộp số 8 cấp nha các bạn. Hệ thống dẫn động là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hệ thống Quattro rất nổi tiếng của Audi. Ngoài ra thì cái động cơ trên Audi A8 còn có các tùy chọn như là 4.0 460 mã lực V8, và bản cao cấp nhất là động cơ W12 6.0 lít. Wow, 6.0 lít. Tại một số thị trường thì cái mẫu xe này còn có trang bị cái công nghệ lái tự động ở cấp độ 3 nha các bạn. Có 5 cấp độ cao nhất thì ở cấp độ 3 là khá cao rồi. Tức là xe có thể lái ở trong một số điều kiện nhất định hoàn toàn là tự động. Ví dụ như mẫu xe này có thể tự động lái dưới 60 km/h, là bạn không phải quan tâm đến phanh ga lái gì nữa mà nó sẽ tự động điều chỉnh hết. Tất nhiên nó sẽ cảnh báo và thậm chí sẽ phanh lại nếu như phát hiện rằng bạn đang buồn ngủ, và chiếc camera ở phía trước sẽ theo dõi cái tình trạng của bạn. Và Audi đã gọi hệ thống đấy là hệ thống Adaptive Cruise 2.0 với tên gọi là Tour Assist. Hệ thống này sử dụng bản đồ, định vị, vệ tinh, nhận diện biển báo v.v. để có những điều chỉnh thích hợp. Ví dụ như sẽ tự động giảm tốc khi phát hiện vòng xoáy ấn, thậm chí là khu vực giới hạn tốc độ hay những khúc cua gắt. Vâng, công nghệ này phải nói là rất thông minh. Và ngoài những cái trang bị đó thì Audi A8 còn được trang bị hệ thống đỗ xe từ xa, giúp bạn có thể đưa xe vào bãi đỗ mà không cần phải ngồi trên xe đâu. Bạn có thể quan sát tình hình quanh xe bằng các camera thông qua một ứng dụng trực tiếp trên điện thoại. Thực ra cái công nghệ này thì tôi cũng đã có nói qua trong cái chương trình giới thiệu BMW 740. Nhưng chúng ta sẽ phải chờ xe demo và trải nghiệm. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết tới các bạn sau.
Và động cơ điện được tích hợp vào cái động cơ của Audi A8 này thực chất là một cái máy phát điện công suất lớn. Nó đóng thêm cái vai trò hỗ trợ này, cho phép động cơ đốt trong ngừng hoạt động tạm thời khi xe đang chạy này, giảm tốc, dừng và giúp khởi động nhanh trở lại động cơ chính. Và động cơ điện thì không tham gia trực tiếp vào việc công suất truyền lực đến cái bánh xe. Nó khác với động cơ hybrid thông thường, vì vậy nó gọi là mid hybrid. Và khi mà bước vào cái khoang xe như thế này thì bạn sẽ cảm nhận được tràn ngập là công nghệ và kỹ thuật số. Thay đổi lớn nhất chính là phần táp lô này. Có thể nói cái không gian này là hoàn toàn là theo ngôn ngữ thiết kế mới hết rồi. Và nó được ứng dụng trên A8 này, Q8 này, A7 Sportback này, A6. Nó rất là đẹp. Táp lô thì chia thành mấy tầng luôn, 1, 2, 3, 4 tầng. Và các hàng cửa gió này là hàng cửa gió được chìm phía sau nha các bạn. Khi mà chúng ta sử dụng hệ thống điều hòa thì nó mới mở ra. Và trên bảng thông tin đã chia thành hai màn hình. Bằng màn hình trên nó khoảng hơn 10 inch một chút. Wow, thực sự tuyệt vời. Và màn hình dưới là khoảng 8 inch. Màn hình trên thì kiểm soát các hệ thống như là gọi điện, rồi tình trạng xe, kết nối xe, hệ thống dẫn đường, radio, vân vân. Nhưng sự thay đổi ở đây rất lớn, đó chính là tất cả đều chạm. Wow. Trên một cái mặt phẳng như thế này, thực ra mình với cái màn hình trên Audi này thì mình cảm nhận dễ dùng hơn cái Range Rover hôm trước mình lái, bởi vì nó rất là dễ đây. Nó không khác gì cái iPhone mình hay dùng hay cái BlackBerry cả. Và nếu như chúng ta chạm như thế này, chúng ta còn nghe tiếng tạch tạch cơ và cảm nhận được cái độ rung nhất định như chúng ta bấm vào phím. Cái này là nó khác hoàn toàn với cái Range Rover mà hôm trước mình có thử. Tức là cảm giác chạm nó thật hơn. Ví dụ mình vào car setting. Rất sướng luôn. Quay trở về home và đó, thì nhận tin nhắn. Thực ra trên Audi A8 còn trang bị cả cái Wi-Fi hotspot nữa. Và màn hình phía dưới thì chúng ta sẽ chỉnh các cái hệ thống điều hòa hay là điều khiển rèm, thậm chí là bật tắt các cái hệ thống hỗ trợ như là đường, ngừng động cơ tạm thời, vân vân. Đấy, điều hòa. Ví dụ mình sẽ chỉnh cái cửa gió điều hòa này. Vâng, kéo lên kéo xuống nhiệt độ nha các bạn. Và màu sắc này, đỏ là nóng này, xanh là mát. Chế độ sưởi, chế độ quạt gió, tăng giảm. Đấy, tất cả là vuốt. Mình thì hay dùng iPhone cho nên mình cứ dùng iPhone để so sánh. Vuốt như iPhone, driver mode. Ở đây thì và hệ thống camera 360. Wow, camera 360. Mình có thể chọn các cái chế độ view khác nhau. Đấy, chế độ xem phía trước này, xem phía bên này. Đang mô phỏng hoàn thành 3D. Hình 3D rất là đẹp luôn. Ai đi loanh quanh là biết hết. Phải nói là tuyệt vời. Và gỗ, nhôm, vật liệu kim loại, vân vân, đẳng cấp. Những chiếc xe của Đức, những cái công nghệ vật liệu này phải nói là rất đẹp. Và thực sự cái cần số trên Audi thì nó sẽ khác. Mẹc thì hai trên vô lăng. BMW thì theo kiểu nhân chắc học bàn tay. Còn Audi thì nó hơi giống chiếc cần lái máy bay. Các bạn hãy quan sát này, rất tinh tế này. Phanh điện tử. Đó, hệ thống hỗ trợ ngắt động cơ khi mà chúng ta dừng đèn đỏ hay vân vân mà mình có chia sẻ trên cái Audi A8 đây rồi. Vô lăng này thì bọc da nhá, trên này là vật liệu kim loại. Nhưng mà thực sự mình không nghĩ rằng cái một chiếc xe to lại có một cái vô lăng nó nhỏ và nó mảnh như thế này. Thực ra mình thích nó phải đầy đặn hơn một chút ở cái khu vực bên dưới này, có thể hai chấu phía bên dưới này nó cần dày hơn. Lẫy chuyển số sau vô lăng. Và màn hình. Wow. Màn hình thông tin này là có kích thước khoảng 12,3 inch. Và như các bạn thấy trên màn hình đây thì cái nó hiện đang hiển thị cái sơ đồ của cái khu Marina Bay Sands bên Singapore. Đó, mình có thể tùy biến. Quá đẳng cấp.
Thực ra để điều khiển các cái chế độ đèn ambient light trong xe này thì chúng ta có thể kết nối với smartphone. Hiện tại thì chiếc smartphone đó đang đằng sau và chúng ta hãy ra đằng sau để xem chúng ta có thể điều chỉnh được những gì. Và đèn ambient light này các bạn này. Da trần là da Alcantara, rất đẹp luôn. Da ghế là da Nappa. Bây giờ mình ra hàng ghế sau nha các bạn. Giờ phải làm ông chủ một chút. Bây giờ làm ông chủ. Wow. Thực sự nghe tiếng đóng cửa tôi đã mê, cảm thấy mê mẩn rồi. Đấy. Và nếu như các bạn muốn kiểm soát toàn bộ những cái hệ thống đèn đóm trong xe, chúng ta có thể vào đây. Một chiếc smartphone đi. Nó to như chiếc Note gì đó. Nó cũng tương đối bằng chiếc smartphone mà Hùng hôm trước đã trải nghiệm trên mẫu BMW 740. Và chúng ta có thể điều chỉnh rất nhiều các tính năng trong xe đây. Chúng ta có thể can thiệp vào các hệ thống media này, âm thanh này, thậm chí vào setting đó, có thể kết nối này. Đấy. Ghế điều chỉnh điều hòa, hệ thống sưởi. Tuy nhiên trên cái phiên bản này mới trang bị cái hệ thống đấy, chúng ta điều chỉnh ghế mà thôi chứ chưa có massage. Bản có massage là phải cao cấp hơn. Bật tắt đèn đọc sách này, cho sáng lên. Đấy, các bạn thấy đèn đọc sách không? Đấy, các bạn thấy này, mà đèn đọc sách sáng lên. Công nghệ đèn LED rất là đẹp. Chúng ta có thể kéo rèm lên đi ngủ. Đấy. Đóng cửa sổ trời đi ngủ thôi. Ông chủ trên khoang hạng thương gia dùng smartphone điều khiển tất cả. Wow, mở ra. Đêm sao lấp lánh lại mở ra. Đó, lại đóng vào. Và tôi sẽ lại mở ra. Và chỉ cần đặt nhẹ vào đây, chạm nhẹ vào, cái gì cũng vậy. Như BMW thì nó sẽ hút xuống. Còn cái này chúng ta phải nhấn xuống nha các bạn. Vật liệu này đúng là đẳng cấp một chiếc xe sang. Còn chúng ta cũng có thể chỉnh cái độ ngả của ghế như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy không? Mọi cái chuyển động nó rất nhẹ nhàng, êm ái. Nó không nhanh và nghe rõ cái tiếng motor chuyển động như Lexus. Và tôi có thể nằm ngửa ra bằng cách là đấy. Không khác gì trên khoang hạng thương gia cả. Cái phiên bản ở đây thì chưa được trang bị ghế massage. Thực ra công nghệ trên Audi A8 này thì rất nhiều, mình có thể giao tiếp bằng giọng nói. Công nghệ trên Audi A8 là thực sự là những cái công nghệ trí tuệ nhân tạo được trang bị vào rất rất nhiều. Tuy nhiên cái bản đó thì có lẽ phải ở các cái thị trường rất lớn như Mỹ hoặc là châu Âu đó. Và thậm chí tôi có thể co lại rất nhanh. Mình có thể tùy biến với các cái vị trí như thế này và nhớ lại để đi đâu, cài đặt cho nó nhanh. Da mềm êm. Cũng có một chiếc gương. Thưa các bạn, tất cả những chiếc xe sang cũng như nhà mình thôi, đi đâu cũng phải có một chiếc gương để chúng ta kiểm tra lại thần thái, kiểm tra lại thần thái của chúng ta trước khi gặp khách hàng chẳng hạn. Trên phiên bản này thì cũng chưa có cái màn hình ở hai hàng ghế sau nha các bạn. Điều hòa thì hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập đó. Và có cả đầu ra là 230V. Bạn có thể sạc máy tính thoải mái luôn. Điều hòa 4 vùng độc lập. Và hệ thống hương thơm cung cấp nước hoa. Rồi, với Audi A8 thì đó là phiên bản dành cho ông chủ đẳng cấp. Vật liệu rồi vật liệu tính năng công nghệ đẳng cấp, tất cả những cái gì đẳng cấp nhất nó sẽ hiển thị, nó sẽ được trang bị trên cái Audi A8. Và bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những cái công nghệ nổi bật trên cái mẫu xe này một cách chi tiết hơn nhé. Và thưa các bạn, một trong những cái công nghệ mới trong số 41 trang bị hỗ trợ người lái mà Audi A8 sở hữu chính là
cảnh báo và hỗ trợ tránh va quệt vào những vật thể động hoặc tĩnh ở tốc độ thấp. Vâng, bằng cách can thiệp vào phanh và vô lăng, tài xế, người lái, bạn cũng sẽ tránh được những nguy cơ làm xây sát vành xe khi vô tình di chuyển sát vỉa hè. Và ngoài ra thì nếu như bạn ngồi trong xe, định mở cửa, bỗng dưng có một chiếc xe đạp chẳng hạn xe máy đi gần tới, thì khi bạn mở thì khóa cửa cũng không được mở đâu. Đấy là những cái công nghệ thực sự mà nói rất an toàn. Ở Việt Nam thì chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều những cái tai nạn đáng tiếc như vậy, nhưng với Audi A8 sẽ không có đâu. Và trên Audi A8 thì cũng được trang bị gói MMI Navigation Plus với khả năng đồng bộ không dây và tối ưu tốc độ kết nối qua smartphone hoặc máy tính bảng của bạn. Và các thiết bị này có thể kết nối với tốc độ 4G, các cuộc nghe gọi kết hợp công nghệ Voice over LTE có chất lượng âm thanh tốt hơn nhiều so với thông thường. Gói hỗ trợ City Package bao gồm cảnh báo người đi bộ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi tiến và lùi, hệ thống phanh tự động thông minh và hệ thống camera 360 độ cung cấp góc nhìn toàn cảnh cho xe. Vâng, nó như một pháo đài luôn bảo vệ bạn ở mọi lúc mọi nơi. Đó chính là những cái công nghệ mới nhất trên Audi A8 này. Và chúng ta sẽ phải trải nghiệm tất cả những cái công nghệ đó khi có xe demo. Và thưa bạn, những cái công nghệ phải nói ra rất đẳng cấp trên Audi A8 đúng không ạ? Tất cả đều là trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vậy, từ giao tiếp đến cách mà hệ thống treo hoạt động, cách hệ thống an toàn hoạt động, vân 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 vân. Thực sự là rất đẳng cấp. Và mẫu Audi A8 này sẽ về thị trường Việt Nam trong khoảng giữa năm 2019. Phần giá thì các bạn hãy chờ nhé. Còn đối thủ chính của Audi A8 chính là S-Class và BMW 7 Series. Nếu như các bạn có ý kiến như thế nào về các cái dòng xe này thì vui lòng comment bên dưới clip của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên like và subscribe kênh nha các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.